chớp ngân thù. Alo, alo, ơi, có nghe được không? À, nghe được, nghe được. Anh đang làm gì đây? Ôi trời ơi, khuya rồi, anh chuẩn bị ngủ rồi. Ôi thế hôm nay lại ngủ, hôm nay lại ngủ sớm thế nhỉ? Hôm nay về mệt sao ngủ sớm thế nhỉ? À, sáng nay anh đi tận trên Thanh Tước, Mê Linh cơ mà. À, thế à, hôm nay đi công tác hả anh? Ờ. Hôm nay đi công tác à? À không, đi Thanh Minh. À hôm nay này, à hôm rồi rồi, đi Thanh Minh đúng vào ngày giỗ tổ Hùng Vương. Ờ. Là cả nước làm ngày lễ, mình gia đình lại tổ chức đi lễ Thanh Minh, thế là chắc là về muộn rồi. À ừ, hôm nay giỗ tổ Hùng Vương nên anh được nghỉ. Anh được nghỉ. Vâng, thôi. Anh ơi. Ơi. Ừ, cũng nhớ nhớ anh rồi, cũng muốn chuyện phiếm với anh tí trước khi ngủ nha. Cũng được. À để anh mặc áo ra. Để anh ra anh ạ. Vâng, vâng, vâng. Đây đây là Tiến, cậu lại sợ tốn tiền điện thoại, cậu lại online qua hệ thống Việt Vision gì? Em hôm nay cũng nghĩ là hôm nay là ngày lễ cả nước tổ chức cái sự kiện giỗ tổ Hùng Vương, thế xong rồi các gia đình lại được nghỉ, cán bộ viên chức cũng được nghỉ, thế là cũng muốn tranh thủ là cái bộ phận kỹ thuật của Việt Vision đang hoạt động, thế là em muốn là tìm anh thì anh em mình online chuyện phiếm tình hình một tí cho nó vui. Lại sợ tốn tiền điện thoại. Rồi rồi. Với hai nữa là anh em mình online qua chương trình Việt Vision thì tội gì tiền điện thoại mình đỡ được nhiều chứ anh. Rồi. Thế anh em mình nói chuyện tí cho nhá anh nhá. Cái vừa rồi anh có xem lại một số những cái thông tin về cái một số những cái thành viên ở trong cái nhóm Noi FC Hà Nội mà trong đó có Lê Mỹ Hạnh không? Anh có hay xem có không? Vừa rồi có xem không? Có chứ, đương nhiên anh có xem. Em cũng đoán là anh sẽ quan tâm bởi vì cái việc này là anh cũng có những cái sự quan tâm và am hiểu lắm, bởi vì các cái trường hợp mà các cái nhà đấu tranh dân chủ tự xưng giả cầy này thì thời gian vừa rồi cũng nhiều cái hoạt động mà nó cũng rất là nổi cộng. Đó, cũng gây lên những cái bức xúc ở trong xã hội đấy anh ạ. Nhất là vừa rồi ở trên một số những cái trang mạng xã hội và ngay bản thân trong cái trang của Lê Mỹ Hạnh cũng như là một số cái thành viên ở trong cái nhóm chơi với Mỹ Hạnh ấy là nó đưa lên cái trang về cái sự việc là hôm mùng 5 tháng 4 đi dạo ở bờ hồ, thế là chả biết vì sao chả biết là lực lượng nào hay là dân lao vào đánh một trận, thế là nó đang tung tin, đang đưa tin lên là bị đánh ở trên bờ hồ Tây anh ạ. Ờ, cái đấy anh quá biết. Trang Lê Mỹ Hạnh ấy, anh comment đầy trong ấy nhá. Anh comment ra uy nuốt thì xong rồi cứ thế anh copy là cứ thằng nào viết status hay là chia sẻ anh đều post vào đấy, trong ấy là đầy comment của anh trong ấy nhá. À thế là cái việc trang tường của Mỹ Hạnh với một số những thành viên là em đoán là anh chắc là cũng thấy cái sự việc anh quan tâm, thành ra anh cũng có những cái suy nghĩ rồi những cái nhận xét, những cái đánh giá về cái việc này, chắc chắn là như vậy, thành ra là cũng muốn là anh em mình vừa là chuyện phiếm như là vừa đưa thông tin ra để bà con xem cái sự việc cụ thể nó thế nào. Anh sẵn sàng cùng với anh em mình trao đổi nhá. Hỏi gì cứ hỏi đi anh ạ. Bởi vì là nó lại như thế này, cái việc này nó có cái nguyên nhân lý do anh ạ. Bởi vì tại sao lại xảy ra cái sự việc mà Lê Mỹ Hạnh cùng với Hòa TG đi dạo ở trên cái con đường chỗ Hồ Tây ấy sáng ngày mùng 5 ấy, là lại xảy ra cái chuyện đánh đấm nhau rồi Lê Mỹ Hạnh mới lại đưa một cái livestream với một cái clip đưa lên cái trang tường nhà mình cũng như là một số bạn bè để nó chia sẻ, nói rằng là bị đánh. Thế thì cái bị đánh này bà con với dư luận xã hội người ta cũng phản ánh là nó có cái nguyên nhân của nó, anh hiểu ý em không? Nó có cái nguyên nhân của nó là cái hôm mùng 2 tháng 4 ấy, hôm mùng 2 tháng 4 năm 2017 mà cái vụ việc một số bà con giáo dân ở cái giáo xứ Đông Yên trong Kỳ Anh Hà Tĩnh mà kéo nhau ra quốc lộ ấy, là có trường hợp là Lê Mỹ Hạnh lại có mặt ở đấy và quay clip, sau đó lại có những cái lời bình và những cái lời tuyên truyền kích động bà con ra để sử dụng các cái vật cản
ngăn đường ở cái quốc lộ 1A đoạn Dốc Con, Hà Tĩnh. Thế thì chắc là nó cũng liên đới đến cái vụ việc mà Lê Mỹ Hạnh có cái mặt ở đúng cái thời điểm cái sự vụ đó, mà lại bản thân rất rõ nét là Lê Mỹ Hạnh còn mặc cả áo chống nắng rồi áo mưa, đội mũ và cầm điện thoại làm clip, sau đó lại trả lời cái báo đài ở nước ngoài, cộng với lại là đưa cái clip đi ra nước ngoài phản ánh về cái sự vụ việc đó. Thế thì mọi dư luận xã hội người ta thấy rằng Lê Mỹ Hạnh này chính là vào đó cùng với một số linh mục ở trong cái giáo phận Nghệ An, nhất là tay Nguyễn Đình Tục rồi là tay Nam các thứ, là kích động xúi dục bà con cái giáo dân ở cái xứ Đồng Yên đó ra tổ chức cái việc gây rối rồi ngăn cản rồi là làm ảnh hưởng đến cái hoạt động giao thông ở trên cái quốc lộ một A. Thì chắc là nó từ cái lý do đó nó dẫn đến là người ta mới bức xúc. Vô tình sáng ngày mùng 5 người ta lại gặp Lê Mỹ Hạnh lại đang nhởn nhơ đi bộ, xong lại còn live stream, lại có vẻ như là công khai thách thức gì đó, chắc là người ta bức xúc người ta mới lại quay vào người ta đánh. Thế thì theo cái việc này anh thấy chuyện nó, anh nhìn nhận, anh đánh giá nó như thế nào? Chú lại cứ coi anh như là cảnh sát điều tra hay là viện khoa học hình sự. Em nghĩ anh mà cũng cứ quan tâm lại em hiểu. Tức là muốn anh nhận định xem là thủ phạm là ai, đúng không? Vâng. Tóm lại như thế, anh thấy chú hỏi anh biết tổng, anh đi guốc trong bụng chú là chú muốn hỏi là ấy, là thủ phạm là ai, đúng không? Bởi vì khi nói đến vấn đề này ai cũng người ta hỏi là thế, vậy thì là ai là thủ phạm, đúng không? Đúng chưa? Đấy. Ôi. Thế mà hỏi dài quá. Cứ hỏi thằng anh đi. Anh thấy cái hiện tượng ấy rồi, anh biết rồi, thì theo anh thủ phạm là ai? Thế thì thế này nhá. Anh chẳng phải là cảnh sát điều tra. Ai cũng biết anh là làm trong ngành xây dựng, ở một cái đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng. Cách Hà Nội 60 cây số, sáng đi tối về, 7 giờ tối mới về nhà. Bọn phản động nó quá biết rồi, đúng không? Anh chẳng phải cảnh sát điều tra gì cả. Đấy, thế nhưng mà ấy, anh đóng vai trò ấy, trưởng phòng cảnh sát điều tra đi nhá. Nếu anh mà là cảnh sát điều tra ấy, thì anh phải đưa ra hết tất cả các cái nguyên nhân. Tức là mình nói là mình quét 360 độ nhá. Vâng. Thì anh thấy 360 độ thì nó chỉ có mấy cái khả năng này thôi. Cái khả năng thứ nhất ấy, như chúng nó nói nhiều nhất ấy, đấy là công an đánh nhá. Cái khả năng thứ hai ấy, là công an thuê côn đồ đánh, được chưa? Đấy. Cái khả năng thứ ba ấy, là dân người ta bức xúc người ta đánh, được chưa? Thì phải tìm xem dân là ai. Đấy. Cái khả năng thứ tư ấy là anh gọi là ấy, động vật hoang dã. Đấy, chó sói hổ báo ấy là nó tranh ăn, nó tranh mồi, nó cắn xé nhau, được chưa? Và cái khả năng thứ năm ấy là có thể là cái bọn thù địch ấy. Đấy, mà ở đây có thể chẳng hạn như là bọn Việt Tân chẳng hạn, nó tổ chức gây ra cái sự kiện này để có một chuỗi những cái cớ để nó vu cáo cho công an Việt Nam, được chưa? Vâng. Hình như là năm cái, đúng không? Anh nói thế là năm cái khả năng, đúng không? Anh Quang ơi, qua nghe câu chuyện, qua cái sự vụ việc mà như là anh là một cái người quan tâm, tất nhiên là anh không phải là cán bộ cơ quan điều tra, nhưng mà anh là một cái người rất quan tâm và có cái nhìn nhận nó rất là rõ nét về cái sự vụ việc. Mà như anh nói ấy, thì cái việc này nó xảy ra mà có 5 cái khả năng theo anh ấy nhá, là anh thấy rằng có 5 khả năng. Thế thì cái khả năng đầu tiên là do cái hệ lụy của cái việc Mỹ Hạnh tham gia một số những cái hoạt động có cái tính chất là kích động, lôi kéo, gây náo loạn thì bị quần chúng nhân dân người ta bức xúc. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai anh nói rằng là
những cái nhà hoạt động này trong cái nhóm này biết đâu nó lại như cái nhóm gọi là lục xúc tranh công ấy, để mà tranh công báo công, rồi biết đâu lại sử dụng cái nguồn tài trợ kèn cựa lẫn nhau, có khi nó cũng lại dàn dựng ra để nó lại lại nện nhau. Mà cũng lại có một cái khả năng, mà khả năng này anh nói đấy nhớ, không phải em nói nhá, là trong anh nhận định là biết đâu là cơ quan an ninh hay chính quyền, nhưng không phải anh nói, mà cái này là Lê Mỹ Hạnh đưa lên trang và có đưa ra cái lời là công an an ninh chìm đánh đàn áp thế nọ thế kia, đấy là cái Mỹ Hạnh nó nói đấy. Nhưng mà anh có một cái ý, anh có một cái ý là liệu rằng thế còn một cái việc nữa, thế thì bây giờ ở trong cái việc là hiện nay tình hình thực tế hiện nay ấy, một cái nhóm cá nhân là Azure theo giặc tiếp tay làm công cụ cho Việt Tân, thì liệu rằng có cái thằng Việt Tân nào nó dàn dựng cái việc này để nó vu khống cho lực lượng chính quyền đàn áp những người kia không? À, theo em là anh giúp em, anh giúp em phân tích từng vấn đề một nhé, anh giúp em phân tích từng vấn đề một xem. Rồi cái việc mà nếu giả sử như là Mỹ Hạnh nó nói là dân đánh, hoặc là người ta nói là dân đánh, thì qua cái clip mà Mỹ Hạnh nó tung lên trang của nó, thì liệu rằng cơ quan chuyên môn người ta nhìn cái clip đó, cái video đó, người ta có xác định được đối tượng người đánh không anh? Xác định thủ phạm nhé. Rồi, thôi được rồi. Thế thì một cái sự việc ấy, một cái hiện tượng nó xảy ra ấy, thì đứng về góc độ điều tra ấy, thì mình phải quét 360 độ, tức là hết tất cả các cái nguyên nhân tổng thể vào anh, tổng thể ở đây là... ở đây là chẳng lẽ bây giờ anh lại nêu ra ấy, cái nguyên nhân thứ 6 thì nó lại thành 370 độ chứ không phải là 360 độ nữa, tức là gì? Khả năng ấy là nước ngoài ấy, chẳng hạn như Đài Loan chẳng hạn, không phải là Việt Tân mà là Đài Loan nó tổ chức chẳng hạn, thì cái khả năng thứ 6 ấy lại thành 370 độ chứ không phải 360 độ nữa, đúng không? Thế thì bây giờ anh mới phân tích cái các khả năng nhá. Anh nói anh có sắp xếp một cái trật tự logic ấy, từ trên xuống dưới ấy, nhá. Cái khả năng thứ nhất ấy, mà chúng nó hay nói nhiều nhất ấy, là công an đánh. Đấy. Thế thì cái này ấy, cái chuyện mà bọn phản động ấy nó bị đánh ấy, rồi là lần nào ấy 100% số lần ấy, chúng nó đều đổ cho công an cả ấy, thì người ta nghe người ta nhàm tai quá rồi, đúng không? Thế nhưng đứng về mặt cái khoa học tâm lý nhá, hay là ấy, đứng về mặt thực tiễn ấy, thì anh muốn nói thế này này, không bao giờ công an người ta tổ chức đánh người như vậy. Thế nào? Vâng. Có chăng ấy thì có thể là ấy, khi mà người ta giữ trật tự ở các cuộc biểu tình, xong rồi một thằng nào nó hỗn láo quá, rồi một anh cảnh sát nào đấy, anh điên tiết lên, có thể là anh đánh cho nó một cái chẳng hạn. Đấy, như là Chí Đức có thể bị người bị một anh công an thôi, anh nóng quá rồi anh đạp cho cái đấy, thì cái khả năng ấy thì có thể có. Chứ còn ấy, đây không phải là một cuộc biểu tình, mà Lê Thị Mỹ Hạnh không phải nó đang cãi nhau, chửi nhau, xúc phạm với công an, mà lại có cái chuyện là công an lại đánh, đúng không? Đấy. Còn ấy, công an ấy là một cái cơ quan đầy quyền lực, Tiến ạ. Muốn ấy, người ta viết giấy mời, hoặc người ta ấy, viết giấy triệu tập. Đấy. Hoặc ý, người ta nêu các cái điều kiện ấy, để điền vào một cái giấy bắt giữ, đúng không? Mất một cái tờ giấy đi, một ít mực bút bi thôi. Đấy. Mà nêu rõ những cái lý do ấy, để mà ấy, có thể là bắt giữ. Đấy. Thế thì như anh nói ấy, hoặc là ấy, giấy mời, hoặc là ấy, giấy triệu tập, hoặc là lệnh bắt giữ. Đấy. Thì công an ấy, người ta quyền lực đầy trong tay, người ta sẽ mời, người ta sẽ triệu tập, hoặc người ta sẽ bắt giữ vào trong đồn, đúng không? Và
đào đồn ấy không có nhân dân gì cả, không có ai gì cả, chỉ có cái người công an với lại cái đối tượng ấy. Tha hồ đánh, được chưa? Đấy, chứ việc gì lại phải đánh ở ngoài đường trước mặt nhân dân như thế, đúng không? Đấy, chẳng ai, chẳng có cái cơ quan công an nào mà là dại dột thế cả. Thế còn nếu ở ngoài bãi biểu tình ấy, nhân dân thấy là cái đứa này nó hỗn láo quá, nó ngang ngược quá, nó trắng trợn quá, thì một anh công an nào đấy thôi, một anh thôi, anh có thể để anh cái nóng tiết không kìm hãm được của cá nhân anh thì anh ấy tán lên một phát chẳng hạn, thì cái ấy còn có thể có đấy. Nhưng mà anh nhắc lại, đây không phải là một cuộc biểu tình. Lê Mỹ Hạnh ấy không phải nó đang cãi nhau với lại công an, đúng không? Đấy, không phải nó đang hỗn sự với công an mà người ta lại điên tiết lên người ta đánh, đúng không? Đấy, thế còn ấy, nếu muốn đánh Lê Mỹ Hạnh ấy thì người ta sẽ viết giấy mời, người ta sẽ viết giấy triệu tập, hoặc người ta sẽ lệnh bắt vào phòng kín rồi tha hồ đánh, được chưa? Tất nhiên nói tha hồ đánh đấy là anh nói cho nó gọi là nó quá đáng thôi, chứ bây giờ đánh ấy, nó có vết thương rồi là nó còn thương tích là nó ra nó tố cáo được, nó đi khám nghiệm y tế đấy, với lực lượng là cơ quan công an, người ta cũng không cần phải sử dụng đến những biện pháp đánh đấy. Người đâu mà bây giờ nhá, nhân dịp nói với Tiến nhá, anh cũng nói luôn với lại bọn phản động nhá, chúng mày ấy cứ đổ thừa cho công an ấy, này 100 vụ chúng mày đổ 1-2 vụ thôi thì người dân người ta còn nghi ngờ nhá. Mà 100% các vụ, đến 50/100 vụ mà chúng mày cứ đổ hết cho công an ấy, là dân người ta cười chứ nhá, không ai người ta tin. Còn các cơ sở lý luận là gì? Công an ấy là người ta đầy quyền lực nhá, người ta muốn đánh chúng mày, người ta viết giấy mời, viết giấy triệu tập, người ta ra lệnh bắt vào phòng tha hồ, người ta muốn làm gì làm. Hơi đâu người ta lại phải đánh chúng mày giữa đường giữa xá trước mặt nhân dân như thế, đúng không? Cho nên ấy, chúng mày quên đi cái mà đổ tội cho công an đi nhá. Công an người ta không ngu mà người ta đánh chúng mày trước mặt nhân dân thanh thiên bạch nhật thế đâu nhá. Được rồi. Đấy, vâng, là anh Quang ơi, anh Quang ạ, cái ý đúng rồi, trường hợp Lê Mỹ Hạnh này rêu rao là công an rồi an ninh mặc thường phục đánh, nhưng mà qua cái sự nhìn nhận của anh thì đúng là em cũng đồng tình với anh. Em cũng đồng tình với anh. Thứ nhất là anh nói câu chuyện này em lại nhớ ra cái này, tức là các cái nhà đấu tranh dân chủ tự xưng giả cầy, cứ khi nào mà tham gia những cái việc mà tụ tập đông người rồi hò hét rồi là kích động xuyên tạc, mà khi mà cơ quan an ninh người ta đến người ta dẹp cái an ninh trật tự ấy, giả sử như là lúc ý thì có va chạm lôi kéo nhau thì chúng nó lại còn có lý do chúng nó xuyên tạc là công an đánh người. Nhưng mà ở đây đúng là thanh thiên bạch nhật, mà bản thân hai cái đứa này nó đang đi bộ lòng vòng ở Hồ Tây thì chẳng có cái ông công an nào ông lại đi vào đấy cũng đánh. Đấy là cái thứ nhất. Mà em lại nhớ ra một cái chuyện này, nhớ ra cái chuyện như trường hợp của Lê Thị Công Nhân ấy. Lê Thị Công Nhân trước đây đến cửa cái khu vực văn hóa công cộng ở ngoài phố xá, thế là hò hét kích động, thế là bà cái bà bán hàng, bà cụ già bán hàng ấy, bà ấy cầm cái chổi bà ấy ra, bà ấy vụt cho, bà ấy tức quá bà ấy vụt cho, thế là nó cũng quay ra nó gọi là công an đánh dân, công an đánh dân, thì cái trường hợp đấy lại còn lộn xộn cơ. Thế còn một cái nữa là bảy mươi mấy tuổi. Bà cái bà bán hàng nước đấy, anh nhớ không? Cái bà bán hàng nước ra cầm cái chổi vụt cho, thế là nó quay ra nó bảo là công an đánh dân. Thế còn cái ở chỗ anh nhận định này em cũng rất đồng tình với anh. Thực ra ấy, thì cái lũ này nó chỉ là vu khống cho lực lượng công an, xong rồi đến khi lúc nào cần đến thì nó lại đề nghị công an chính quyền vào cuộc bảo vệ nó. Mà kể cả nó đi gây gổ, kể cả đánh ghen này, kể cả va chạm xã hội này, cứ ai đánh đó là nó đổi cho công an, mà nó cái việc này nó đổi cho công an quá nhiều rồi, đâm nó nhảm, dân nó không tin đâu, nó nhảm. Rồi hai nữa là cơ quan công an là cái cơ quan người ta thực hiện cái chức năng có thẩm quyền và thực hiện theo cái quy định của pháp luật, người ta thích ấy, người ta mời gọi lên cơ quan công an để người ta điều tra, người ta làm rõ vấn đề. Còn nếu mà giả sử người ta có bức xúc, người ta có đánh thì người ta đánh ở trong chỗ kín, như ai người ta ra đường người ta đánh. Cái đúng chuyện rồi. Này em đồng tình với anh. Anh ơi, thì cái vấn đề là thôi cứ cho là Lễ Mỹ Hạnh thì kệ chúng nó cứ lêu lù loa lên mặc kệ nó, xong cái vấn đề là nó lù loa cho công an và an ninh mặc thường phục đánh nó đi. Rồi. Ý thứ hai nhá. Như vậy là giải quyết xong cái vấn đề
Xem là 360 mà chia cho 5 thì thành bao nhiêu nhỉ? 7 7 72 độ. Thế là xong 72 độ 7 nhá. Xong rồi 72. 7 vâng Bây giờ vâng mình quét tiếp 72 độ này. Trước khi ấy, đi đến cái 72 độ tiếp theo ấy thì anh bình luận cái 72 độ mà mình đã qua ấy nhá. Vâng ạ, vâng. Chúng nó đổ cho công an ấy là chúng nó rất là ngây thơ hoặc gọi là ngây ngô nhá. Như những cái lý do anh đã nêu ấy nhá. Cơ quan cảnh sát ấy, của cảnh sát và an ninh của các quốc gia khác ấy, người ta nghe người ta cũng buồn cười, đúng không? Đúng không? Đấy. Người ta có chuyên môn, người ta thấy buồn cười quá. Hay là những cái người làm trong ngành tòa án, người kiểm sát cái thứ đấy, người ta nghe người ta cũng buồn cười. Không chỉ trong nước mình đâu, quốc tế người ta nghe người ta cũng buồn cười, đúng không? Nó rất là ngây ngô đấy. Hoặc giả như là cái thằng Trương Văn Dũng ấy, nó bị đổ phở vào đầu, xong rồi nó bảo là nó bị đổ axit ấy. Xong rồi là đến tận bệnh viện 103 nó vẫn còn còn quay chụp, nó vẫn còn bảo là nó bị đổ axit. Này, nó ngây ngô quá, nó chả hiểu axit là cái gì nhá. Axit ấy mà đổ vào da thịt ấy, chưa đầy 1 phần 10 giây ấy, là da đã bị cháy rồi nhá. Đấy, đây mà lại đổ axit xong thì là người ta lại còn chạy vào ấy, đi múc cái ca nước dội lên cho nó để loãng axit ra. Ê, cái thời gian mà chạy vào múc được ca nước ra nó 5 7 giây rồi, 5 7 giây là axit nó đã ăn sâu vào thịt rồi, chứ đừng có nói là ở ngoài da nữa, được chưa? Đấy, À, anh Quang nó ạ, ngây ông ấy ngô nói như câu thế mà nó chuyện, vẫn lừa được nhiều người, rất nhiều ông nói người cái chuyện học đến lớp là 12 không biết. rồi, học hóa rồi biết axit vô cơ ấy, là Động lên nào. nó độc hại như thế nào đấy, nó đốt cháy ngay lập tức trong 1 phần mấy giây, đúng chưa? Đấy, thế nhưng mà rất nhiều người là nghe cũng vẫn cứ bán tín bán nghi, vẫn cứ bị lừa. Được rồi, thôi để anh nói rằng là chúng nó đổ đổ tội cái gì chúng nó đổ cho công an đánh ấy, mà Anh Quang nói cái câu chuyện mà không biết là chúng nó giả ngây giả ngô hay chúng nó dốt, nhưng mà đúng là nhá, axit đổ vào mặt mà vẫn còn thời gian để chụp ảnh, axit đổ vào mặt vẫn còn thời gian chụp ảnh, và hai nữa là bị đánh nghiêm trọng như thế nhưng chúng nó vẫn còn live stream, vẫn còn đứng để chụp ảnh cho nhau. Anh thấy nó ngây ngô không, đúng là buồn cười. Bây giờ mình đi tiếp 72 độ nữa. Cái khả năng thứ hai ấy là công an không đánh nhưng mà công an ấy lại thuê thuê người đánh nhá. Thuê người đánh ấy. Thì cái khả năng thứ hai này ấy, nó cũng rất rất là giống cái khả năng thứ nhất. Công an không bao giờ người ta làm cái trò mèo ấy, bởi vì cái người mà được thuê đánh ấy, đấy, người ta cũng rất dễ bị lộ diện, đúng không? Thì rồi ấy là ấy, anh nói nhá, chẳng hạn như công an phường này thuê đánh hoặc là công an quận này thuê đánh ấy, thì công an của phường khác, công an quận khác lại phải vào cuộc điều tra, đúng chưa? Đấy. Thế thì nếu như ấy, anh là trưởng công an quận Thanh Xuân chẳng hạn mà anh lại thuê đánh ấy, mà lại đánh trên địa bàn ấy, Hồ Tây chẳng hạn nhá, thì công an quận Hồ Tây người ta lại phải vào cuộc, người ta lại phải điều tra, đúng không? Mà điều tra rất dễ, mà cái thằng anh thuê ấy, đấy, nó rất dễ nó bị lộ diện đấy. Thế là ấy, từ cái thằng công an quận Hồ Tây bắt cái thằng ấy xong rồi vào là nó lại khai, cuối cùng lại khai ra 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 à, anh là trưởng công an quận Thanh Xuân thuê đánh, được chưa? Cho nên ấy, công an người ta khôn lắm chứ, người ta có ngu dại đâu mà người ta lại đi đi thuê để mà dễ bị lộ diện như vậy, đúng chưa? Cho nên ý, ta đi tiếp 72 độ thứ hai thì nó không cần nói nhiều, nó cũng giống y hệt như cái khả năng một đấy đấy. Thế bây giờ ấy, đi đến cái khả năng thứ ba nhá. Cái khả năng thứ ba ấy là anh gọi là ấy, thế giới động vật hoang dã Thế là đấy. tranh công ạ, tranh tranh công với phải không anh, tranh công tìm nguồn đấy phải không? Rồi thì là chó sói là nó tranh mồi, là nó lao vào nhau, là nó cắn xé nhau đấy. Vâng. Tức là cái gì
Tiến có biết đấy, trong 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 sản xuất kinh doanh dịch vụ ấy, người ta đấu thầu ấy nhá, Vâng, có một cái hợp đồng ấy thì bây giờ sâu nhà xé. nước bắt bắt là phải đấu thầu, ai bỏ thầu ấy là trị giá cái hợp đồng nó cao hơn đấy, rồi là chất lượng tốt hơn đấy, điều kiện nó thuận lợi hơn thì người đó sẽ được chủ thầu ấy, người ta nhận ký hợp đồng gọi là trúng thầu, được không? Thế thì ấy, bây giờ nói như thế để cho nó dễ hiểu, cái khả năng là ấy, Chúng nó tranh ăn nhỉ anh nhỉ, cái này là bọn chúng nó tranh ăn đấy. bọn thù địch ấy, bọn thù địch nhá, anh chưa nói là bọn thù địch nào, bọn thù địch ấy nó muốn ấy là lợi dụng giáo dân ấy, nó sẽ ra đường, nó biểu tình và nó chặn đường quốc lộ ấy. Thì cái bọn thù địch ấy nó muốn thuê cái bọn ở ở Hà Nội ấy vào ấy, để làm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất ấy là phối hợp với vai trò kích động, thậm chí có thể là hướng dẫn tổ chức nữa, được chưa? Và ấy, cái nhiệm vụ thứ hai ấy là live stream tại chỗ ấy để xuyên tạc, được chưa? Thế thì anh cho rằng ấy, cái hợp đồng này ấy, là nó có cái trị giá hợp đồng tương đối lớn, khủng đấy. Anh hình dung ấy, có thể là ấy, nếu mà hoàn thành cái nhiệm vụ ấy có thể là 20 triệu hay 30 triệu chẳng hạn. Đấy, thế thì cái bọn rận ấy nhá, bọn phản động ấy, là chúng nó cũng kiểu như là chúng nó cũng tranh nhau ấy, nó đấu thầu ấy. Đấy, thế nhưng mà Lê Mỹ Hạnh ấy có chút nhan sắc. Đấy, đấy là cái ưu thế nhá. À, điều kiện thuận lợi, điều kiện thuận lợi. Điều kiện thuận lợi hơn. Đấy. Có chút nhan sắc thế là trúng thầu. Được chưa? Thế thì làm cho những cái bọn mà ấy, nó trượt thầu ấy là nó điên tiết lắm. Đúng Cay chưa? cú đấy chứ, nó đã Đấy, phải cay cú. nó cay cú. Thế thì hôm sau ấy là Lê Thị Mỹ Hạnh về chắc là ôm được cái mớ tiền khủng rồi ấy, cho nên là sung sướng lắm, là đi dạo Hồ Tây đấy, mình xem nó live stream nó cười tươi đúng không? Đấy, nhìn cái cười Vừa tươi nó biết là nó vừa ôm kiếm được được một một gói tiền quả lớn thầu mà đấy. Ừ, kiếm được quả đấy. thầu. Ừ. Thế thì cái bọn bọn trượt thầu ấy, đấy, nó điên tiết lắm, nó đánh dằn dằn mặt. Hiểu chưa? Đấy, mày chỉ hơn tao một tí nhan sắc, nhưng mẹ bọn tao đàn ông mẹ, mà lần sau mày lại cứ mà mang nhan sắc ra, mày cứ trúng thầu, mày cướp hết thầu của bọn tao, được chưa? Thì cái khả năng ấy là động vật hoang dã, hổ báo, chó sói nó tranh ăn, nó cắn xé nhau, là nó dằn mặt nhau ấy. Cái khả năng anh cho cái khả năng thứ ba này là khá lớn, được chưa? Đấy. Cái khả năng thứ tư ấy, à nhưng mà cái khả năng thứ ba vừa rồi anh nói nhá, có một cái dấu hiệu, cái này mình phải suy nghĩ này nhá. Khi bọn Công giáo Đông Yên ấy nó biểu tình rồi là nó chặn đường quốc lộ ấy, này có ai biết đâu, ngoài Công giáo nó biết, đúng chưa? Vâng. Ngoài 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 Công giáo Đông Yên và các cái giáo phận khác, giáo phận Vinh ấy nhá, đấy, nó biết đấy, chứ ở bên ngoài làm sao ai biết được, mà nó tổ chức ấy, nó phải rất bí mật đúng không? Thế mà tại sao cái bọn Mỹ Hạnh, Nguyễn Hùng ấy, cái bọn ở ngoài Hà Nội này đấy, nó lại biết, Lại có mặt đấy để vào chỉ nó lại đạo đấy. vào rất là kịp thời, đúng đúng ngày đúng giờ đúng thời điểm. Cái điều đó chứng tỏ rằng ấy, bọn chúng ấy đã liên lạc với nhau, đúng Có không? sự câu kết chứ, nó câu Đấy. kết đấy anh ạ. Đấy, tức là chúng nó đã liên lạc với nhau để nó đấu thầu đấy, đúng chưa? Đấy, cho nên nha, tôi hỏi Mỹ Hạnh nhá, một cái bí mật trong nội bộ Công giáo thì tại sao cô tận ngoài Hà Nội cô biết mà để cô vào đúng ngày đúng giờ như thế, được chưa? Đấy. Rồi, cái khả năng thứ tư. Bạn. Cái khả năng thứ ba này anh Quang ơi, Rồi. em thì em cũng thấy có một cái vấn đề về cái chung thì hoàn toàn đồng tình với anh rồi, nhưng em có một cái ý này,
cái bọn nó thì anh em mình cứ nói nôm na nó như kiểu là tranh thầu với nhau, nhưng mà Mỹ Hạnh nó có cái điều kiện thuận lợi là phụ nữ thì có nhan sắc rồi to miệng, thành ra nó có điều kiện thuận lợi nó trúng thầu. Tức là mấy thằng mà nó cứ tham gia thầu cái món này thì nó bị trượt. Thế là nó cay cú, nó bị cay cú. Anh còn nhớ ở trong cái vụ ngày mùng 2 tháng 4 và ngày mùng 3 tháng 4 không? Mỹ Hạnh trực tiếp quay clip tại ở Dốc Con. Còn hôm sau Bạch Hồng Quyền lại kích động và tham gia với cái nhóm giáo dân ở chỗ thị xã. Thì có nghĩa là bọn này nó có mấy cái nhóm này nó đã có cái sự phân công nhau này, có sự câu kết này, kết nối này. Cho nên anh mới đặt ra một cái là thời gian địa điểm rất cụ thể, và tại sao Bạch Hồng Quyền cùng với Lê Mỹ Hạnh đang ở Hà Nội mà lại có mặt ở trong đó, mà nhất là cái tổ chức này nó là giáo dân. Đấy, rõ ràng là đây là một cái yếu tố. Em thì em nghĩ này, chúng mày phải có một cái sự liên kết, câu kết từ cái nhóm linh mục và cái nhóm nâu này, mà trực tiếp là Lê Mỹ Hạnh và Bạch Hồng Quyền. Bởi vì trong cái lúc mà bà con nhìn thấy Mỹ Hạnh khi quay clip ở ngoài giúp con ấy, là thường xuyên nói như tôi là một người vô tình đi qua rồi tới sự việc tôi quay hình ảnh ghi nó, nhưng nó lại còn bảo đến tận tối nó còn trực ở đấy. Thế sau đó thằng Lân Thắng, anh vào cái tường Facebook của Lân Thắng, nó nói là Mỹ Hạnh còn đang hóa trang ẩn nấp đâu đây, công an đang tìm. Tức là chúng nó đều biết là cái sự có mặt của Mỹ Hạnh trước đó và trong thời điểm đó và sau thời điểm đó. Ngày hôm sau Bạch Hồng Quyền nó còn đang ở cái chỗ ủy ban thị xã cơ mà anh. Thế rồi là một cái việc là em cũng lại nghĩ như anh, ở cái chỗ là cái bọn này tranh nhau cái món tiền thời của cái sự tài trợ của cái chống cộng cực đoan ở nước ngoài. Và hôm sau khi trở về Hà Nội, ngày mùng 5 tháng 4 trở về Hà Nội, bà con có biết Mỹ Hạnh nó đi dạo ở trên Hồ Tây đâu? Chỉ có nhóm chúng mày biết với nhau, cái nhóm đấu tranh tranh ăn chúng mày biết với nhau, chúng mày mới phục nhau ở trên Hồ Tây thì sao? Chứ làm sao mà bà con mày biết chúng mày đi dạo ở trên Hồ Tây để mà sẵn ngày mùng 5 đánh cho Mỹ Hạnh với Hòa TG ở chỗ Hồ Tây? Rất hay đấy. Chỉ chúng nó mà biết đường đi nước bước của nhau, cái hoạt động của nhau thôi, đúng không? Chứ còn người dân mình làm sao mà biết là ngày mai cái đứa nào nó đi đâu, nó làm gì, làm sao mình biết được? Rồi. Đấy, rõ là bây giờ anh mới hỏi Tiến nhá. Rất nhiều đứa đã trúng thầu rồi. Nhưng mà tại sao ấy? Chúng nó không đánh nhau. Đúng không? Mà ấy, Mỹ Hạnh ấy, trúng thầu thì chúng lại đánh. Nó liên tiếp nó đánh. Là bởi vì thế này nhá. Cái bọn đàn ông ấy, nó mà trúng thầu ấy, thì nó không gây nguy cơ là lần sau lại trúng, đúng không? Nhưng con Mỹ Hạnh ấy, nó lại có cái ưu thế hơn bọn đàn ông là nó có tí nhan sắc ấy. Đấy, thì gây ra nguy cơ lần nào nó cũng trúng thầu về sau này. Cho nên ấy, cái đấy mới làm cho chúng nó điên tiết, là cái con này có chút nhan sắc là mẹ nó cướp cơm của mình những cái lần sau. Được chưa? Đấy. Cho nên là nó khoa học tâm lý ấy, nhá. Thì đấy cũng là một cái để mình phải nghiên cứu. Được chưa? Rồi, bây giờ anh đi vào cái khả năng thứ tư. Cái vấn đề này, anh Quang ơi, lúc anh nói là cái vấn đề thứ tư, cái 72 độ thứ tư này của anh ấy, là liệu rằng cái bọn tay sai công cụ của cái tổ chức Việt Tân nó ẩn mình ở trong nước, nó có dàn dựng vụ này không? Để nó vu khống cho lực lượng công an. Đấy. Thì anh đang định nói cái nguyên nhân thứ tư mà. Vâng. Cái khả năng thứ tư mà. Nó chưa phải là nguyên nhân, mà nó là khả năng. Đấy, khi mình xác định được đúng rồi thì mới gọi là nguyên nhân. Còn đây là mình đã phỏng đoán thôi. Thì nó chỉ được gọi là khả năng thôi. Cái khả năng thứ tư ấy, là bọn thù địch nó tổ chức để nó tạo thêm một cái sự kiện trong một chuỗi những cái sự kiện từ xưa đến nay cũng như sau này nữa, để vu cáo cho công an Việt Nam. Được chưa? Đấy, thế thì cái bọn tổ chức này ấy, thì mình cứ hay nghĩ ngay đến bọn Việt Tân, nhưng ấy, anh thấy rằng ấy là từ mùng 1 tháng 5 năm 2016 cho đến nay ấy, là bọn này nó không tổ chức được mấy những cái cuộc biểu tình nào nữa, đặc biệt là cái cuộc phát động
tổng biểu tình mùng 5 tháng 3 ấy, liên tục các chủ nhật ấy, là cái bọn 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 nô với cái bọn xã hội gây sự ở ở ngoài Bắc này nó không hưởng ứng, là Nó thất bại sao anh? Nó thất bại bởi vì tại sao? Bởi vì là Bộ Công an đã công bố, đài truyền hình đã công bố là Việt Tân là một tổ chức khủng bố, và những người Việt Nam nào ở trong nước ấy mà hợp tác với Việt Tân ấy, thì cũng đều bị đưa vào danh sách khủng bố. Từ đó ấy, thì các ngân hàng người ta từ chối, người ta không nhận tiền ở nước ngoài chuyển về cho một số đích danh, một số những cái người 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 nhận ở trong nước đấy. Thế từ đó trở đi ấy, là bọn Việt Tân ấy là nó chuyển tiền về nước không được nữa, cho nên ấy, là tổng biểu tình mùng 5 tháng 3 nó phát động từ bấy giờ ấy, là bọn Việt Tân nó không gửi được tiền về, bọn cờ vàng với bọn công giáo nó không đưa tiền, nó không chuyển tiền về, cho nên là bọn bọn phản động trong nước ấy, nó có đi biểu tình đâu, nó có hưởng ứng đâu. ui, bọn này không có tiền là nó không làm sao anh ạ? Đương nhiên rồi, anh đã khẳng định ngày mùng 4 tháng 3 khi Việt Vision hội luận ấy, trước trước ngày mùng 5 ấy, đấy chiều mùng 4 tháng 3 là Việt Vision đã tổ chức hội luận là liệu ngày mai ấy, là có biểu tình ở Hà Nội không ấy. Thì mọi người trong cái hội luận mùng 4 tháng 3 ấy, của Việt Vision ấy, là đã khẳng định sẽ không có, lý do không có là Việt Tân không gửi tiền về, còn bọn cờ vàng ba que nó có tiền đâu mà nó gửi về, cho nên là khẳng định luôn là ngày mai ấy, là bọn xã hội gây sự trong nước ấy, là nó không đi biểu tình. Thế quả nhiên như thế, đúng chưa? Đấy là một cái điều khẳng định là từ xưa đến nay nhá, chúng mày toàn đi biểu tình ấy để ăn tiền của Việt Tân. Khi Việt Tân không gửi được tiền nữa là bọn cờ vàng phát động, chúng mày chả có tiền đâu thì chúng mày chả hưởng ứng, được Anh ơi chưa? như thế thì chẳng anh ơi như thế thì không không phải gọi là cái bọn xã hội dân sự với cái bọn nô no u, nó là gọi là cái công cụ làm thuê à? Có tiền thì làm, không có tiền thì nghỉ à? Thì đương nhiên là như vậy đấy. Thế nhưng mà anh nói nhá, không phải ai cũng cũng cần tiền mà cũng làm thuê cho bọn phản quốc đâu nhá. Bây giờ nhá, cứ thử hỏi ông xe ôm xem nào, bây giờ thuê tiền ông đi biểu tình xem ông có đi không nhá. Dân ta một là không có thói quen biểu tình, cái thứ hai họ biết cái biểu tình này là phản động, là phản quốc, có cho tiền họ cũng không đi, được chưa? Cho nên ấy, là chỉ những cái bọn phản quốc ấy đấy thì có tiền thì nó đi, còn không có tiền thì nó không đi, chứ còn dân ta có cho tiền dân ta cũng không đi, nếu dân ta biết cái hành vi ấy là hành vi phản quốc, được chưa? Đấy. Tức là nói là cái đồng tiền mà nhận được đấy là cái đồng tiền bẩn, đồng tiền cháy lương tâm, Đúng rồi. dù là nhiều người ta cũng không làm, chỉ có cái nhóm xã hội dân sự với một vài cái kẻ mà nó không có lương tâm thì nó bán rẻ lương tâm để nó lấy tiền. Để tô vẽ thêm ấy, cái câu chuyện này ấy, tự nhiên anh lại nhớ đến cái bọn Phạm Văn Quyến ấy. Đấy, nó đi đá ở Philippines ấy, xong rồi là nó cá độ bóng đá nhá, Vì tiền đấy của anh. cũng vì tiền, nhưng mà thế này, nó cá độ ấy là chỉ thắng 1-0 thôi đấy, nếu thắng 1-0 ấy thì là chúng nó sẽ được tiền như thế này như kia đấy, nhưng cái ấy chỉ là nó phạm tội là bớt xén của Tổ quốc, bớt xén chiến thắng của Tổ quốc ấy, đúng không? Chứ anh đảm bảo 100% nhá, nếu mà ấy, cái thằng 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 chơi độ ấy mà nó có thuê độ ấy là đá Cái kèo thua, thua đá phải thì thua, không làm, dứt khoát là cái bọn Phạm Văn Quyến nó sẽ không bao giờ nó làm, được đúng chưa? rồi, cái danh dự Đấy. và cái lương tâm anh ạ. Đấy, cho nên ở đây anh cũng muốn nhân dịp này anh cũng muốn nói với lại khán thính giả ấy, khi bọn Phạm Văn Quyến ấy cũng tội nghiệp chúng nó ăn bớt ăn xén của đất nước thôi, chứ khợ chúng nó không bao giờ phản quốc, được chưa? À, Đấy. nó gọi là nó bớt thành tích để có tiền, nhưng mà còn để mà thua là không bao giờ người ta làm. Còn mà bảo là để đất nước ấy là thua thiệt là dứt khoát chúng nó không làm, được chưa? Đấy, thôi được rồi, bây giờ trở về cái vấn đề chính ấy, là cái nguyên nhân thứ tư nhỉ, Vâng nói nhiều ạ, đúng không? là nguyên nhân thứ mấy đó. Tức là anh em mình đang nói cái ý cái giả thiết thứ tư có thể xảy ra là cái việc là cái tổ Giả chức thù địch ấy nó có dàn dựng không? thù địch thì cái tổ chức thù địch ấy thì anh đã loại trừ Việt Tân ra rồi, được chưa? Thế thì bây giờ chỉ còn bọn công giáo thù địch thôi nhá, anh không nói cả cộng đồng công giáo cả nước, anh không nói giáo hội công giáo Việt Nam, mà anh nói là cái bọn giặc công giáo ấy,
giặc Công giáo anh chỉ đích danh ấy là cái bọn Công giáo Thái Hà rồi Nhà Trung rồi thì là Phú Yên, Đông Yên rồi thì là Mỹ Yên rồi thì Cồn Sẻ, Dòng Chúa Cứu Thế, Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, đấy là bọn giặc Công giáo. Đấy, mà anh nói là cộng đồng Công giáo Việt Nam ấy là phải lên án, phải cùng với chúng tôi ấy là ngăn chặn và trừng trị cái bọn giặc Công giáo để mà bảo vệ uy tín cho đạo Công giáo mình. Được chưa? Vâng. Nó là danh dự đấy chứ anh, nó là cả danh dự chứ. Ngay cả quân đỏ nhà mình nó cũng phê phán anh, nó bảo là đụng chạm đến chính sách đoàn kết tôn giáo của Đảng nhà nước. Này, phải hiểu nhá, tôi đã nói rồi, giặc Công giáo nó nằm trong cộng đồng Công giáo chân chính cơ mà. Tôi có nói là người Công giáo đâu, mà tôi nói là giặc Công giáo. Được chưa? Quang ạ. Ơi. Quang ạ. Mình chỉ thẳng ra nó là một cái nhóm giặc ở trong cái trong công giáo đấy. Đúng rồi. Mình có nói cái công giáo đâu. Chân chính. Đấy. Mà tại sao lại phải đi đoàn kết với giặc? Không việc gì phải đoàn kết với giặc anh ạ. Đúng rồi. Nó tấn công đất nước là nó tấn công chúng ta. Đúng chưa? Tại sao ấy nó tấn công đất nước, nó tấn công vào cuộc sống bình yên của chúng ta mà mình lại vẫn cứ phải tôn trọng chúng nó. Được chưa? Sao phải đoàn kết với thằng giặc được? Cho nên là anh vẫn kính thưa các đức hồng y, kính thưa các đức giám mục, các đức linh mục. Nhưng anh quay ra ấy là còn thằng tổng giám mục Ngô Quang Quyệt, thằng giám mục Nguyễn Thái Hợp, thằng linh mục Nguyễn Đình Tùng, rồi thì là Đặng Hữu Nam vân vân. Đấy, nó là giặc đấy anh ạ. Ấy, tôi kính thưa các đức nhá. Nhưng mà tôi chỉ thẳng ấy, những thằng giặc. Đấy, được chưa? Đấy, thôi được rồi, bây giờ này để đi vào cái giả thuyết đấy anh, cái giả thuyết thứ tư đi. Sau khi anh loại trừ cái bọn Việt Tân rồi. Vâng. Thì còn ai? Duy nhất Công giáo. Bọn giặc Công giáo thôi. Nhá. Bọn giặc Công giáo ấy nó thuê cái bọn xã hội gây sự ấy ở Hà Nội ấy. Đấy. Nó đấu thầu cái gói thầu này nhá, cái công trình này đấy, vào để kích động và hướng dẫn thêm cho giáo dân của chúng tôi, chứ chúng tôi ấy là linh mục, chúng tôi không trường mặt ra đấy được, lại bảo là chúng tôi chỉ huy lãnh đạo. Thế bây giờ ấy là nhờ các anh các chị ngoài Hà Nội vào ra chỉ dẫn cho giáo dân chúng tôi cách biểu tình như thế nào, rồi thì là chiếm đường, chặn đường như thế nào. Đấy, coi như là chúng tôi thuê, đây là một công trình. Đấy, cho nên ấy, cái hôm ấy là bọn cha xứ nó không ra alo như mọi cuộc biểu tình khác, đúng chưa? Chúng nó giấu mặt vì chúng nó đã thuê được cái bọn tổ chức ở ngoài Hà Nội nó vào rồi, nó điều hành rồi, được chưa? Đấy, thế thì ở đây anh khẳng định ấy là cái chủ thầu ấy, đấy, tung tiền ra thuê ấy, không phải là Việt Tân nữa mà là bọn giặc Công giáo, được chưa? Để chúng nó giấu mặt, chúng nó không phải ra hiện trường. Đấy, thế thì như vậy là cái khả năng thứ tư là chưa nói hết, tức là cái gì, cái bọn thù địch ấy nó mới là để dẫn đến là cái gì, dẫn đến ấy là đấy, thuê cái nhóm này, nó thuê cái nhóm này quen, lại bị lạc đề rồi. Cái khả năng mà ấy, cái bọn thù địch ấy nó thuê đánh nó xuyên tạc, nó vu khống, nó thuê cái sự kiện đánh ở Hồ Tây ấy. Đấy, là để tạo ra ấy, thêm một sự kiện trong cái chuỗi sự kiện từ xưa đến nay cũng như tiếp sau này nữa. Đấy, thành một cái chuỗi sự kiện để vu cáo cho công an Việt Nam, được chưa? Đấy, thì đấy là cái khả năng thứ tư là bọn thù địch. Đấy, cái chỗ cái khả năng thứ tư em cũng muốn có ý kiến đến này anh Quang này. Chúng nó sẵn sàng là thí tốt anh ạ. Chúng nó sẵn sàng thí tốt, sau đó nó lấy cái sự vụ việc đấy để nó đổi cho chính quyền, để nó vu khống chính quyền, để nó tạo lên một cái sự phẫn nộ nào đó, tạo lên một cái sự nổi cộm nào đó. Nó sẵn sàng nó bỏ tiền, nó quân nó đánh quân nó, quân nó đánh quân nó để nó đổi cho chính quyền chứ. Cái này thì trong lịch sử nó quá nhiều rồi. Chúng ta còn nhớ là để có cớ để gây hấn ấy,
thì bọn thực dân Pháp ấy nó tổ chức cho một trung đội lính Pháp ấy là Giữ binh nhưng mà tường xong nó định ném lựu đạn vào quân Pháp để nó lấy cớ nó vu cho Việt đổi Minh cho Việt Minh, đổi cho đấy. Việt Minh. Thế nhưng mà cái vụ án ấy là mình đã đánh chặn kịp thời đúng chưa? Đấy. Thế thì tại sao ấy các cuộc biểu tình ấy là cảnh sát mặc sắc phục của mình ấy có mặt, đồng thời ấy, an ninh mình ấy mặc thường phục cũng đi lẫn trong trong chúng nó rất nhiều, chính là để bảo vệ chúng nó đấy đúng chưa? Bởi vì cái bọn thù địch khác ấy nó có thể là nó ném một quả lựu đạn vào đám biểu tình để nó vu vạ cho công an Việt Nam đúng chưa? Cho nên ấy an ninh Việt Nam người ta phải mặc áo thường phục, người ta đi lẫn trong cái đám biểu tình ấy để bảo vệ chúng nó đấy, để ngăn chặn ấy đồng bọn chúng nó ném lựu đạn đấy được chưa? Đấy. Vâng, đây em cũng nghĩ là cái vụ này chúng nó là có khi chúng nó là thứ nhất là tranh ăn này, kèn cựa này, rồi Ừ. hai nữa là thí tốt này, rồi là gây cái vụ việc nổi cộm lên xong để đổ vu khống xuyên tạc cho chính quyền, sau đó để lấy cái cớ anh ạ. Thôi rồi, Thôi. cái khả năng thứ tư, bây giờ ta chuyển sang cái khả năng thứ năm này đi anh ạ, ta lại quay ra cái khả năng thứ năm. Cái khả năng thứ năm nhá. Cái khả năng thứ năm ấy là dân đánh. Được chưa? Cái khả Có năng thể là dân nó bức xúc nhận ra cô cái cô Mỹ Hạnh này ở cái chỗ đường dạo ở Hồ Tây, dân nó bức xúc bởi vì hôm trước là cô có mặt ở cái vụ mà kích động lôi kéo chỉ huy thay mặt cho cả cái nhóm linh mục chỉ huy giáo dân để mà gây tác hại cho xã hội như thế, bây giờ người ta gặp ở cái chỗ Hà Nội này, người ta mới bức xúc quá, người ta không kiềm chế được, người ta lao vào người ta đánh. đúng Liệu rồi, đây là cái rủi ro của Lê Mỹ Hạnh Tiến ạ. Chúng ta cũng rất bức xúc và mình điên tiết lên, mình ngồi xem video mình cũng điên tiết, mình dậm chân rồi mình đập bàn bảo đi mẹ này con Mỹ Hạnh, tao mà gặp mày mẹ tao phải cho mày nát bật ra đấy. Đấy là mình điên tiết là mình nói thế thôi, nhưng ấy đương nhiên gặp nó thì mình không làm thế đúng không? Cái thứ hai ấy, làm sao mình biết là ngày mai nó đi đâu, nó đi chợ hay là nó đi shopping hay là nó đi đi đâu, làm sao mình biết được? Nhưng cái rủi ro của nó ấy là ấy, lại người dân mà người ta đã xem bức cái xúc video sẵn rồi mà lại gặp nhỉ. người tình cờ người ta gặp bắt gặp nó, người ta điên tiết là người ta vào lao và người ta tán đúng không? Đấy thì cái khả năng thứ năm này anh cho rằng ấy nó cũng rất có thể nó 50/50 đúng không? Những cái khả năng trên đấy, khả năng trước đây ấy thì anh cũng có phủ nhận, nhưng mà cái khả năng này ấy thì anh cho nó là 50/50 đấy. Đấy. Bởi vì sao ấy? Dân mình ấy thì có một bộ phận ấy là họ quan tâm chính trị, họ cũng hay lên Facebook, họ cũng hay lên YouTube, họ cũng bức xúc với cái bọn phản động. Họ cho nên cứ lên Facebook là họ đi tìm cái chỗ nào mà chúng nó đang đang chống phá, đang xuyên tạc. YouTube cũng vậy. Thế cho nên ấy họ quá bức xúc với lại cái con Mỹ Hạnh này. Nhưng ấy đại đa số dân mình ấy bức xúc nhưng mà có biết là nó đi đâu đâu, có gặp được nó đâu, nhưng mà ấy, cho nên ấy con Mỹ Hạnh nhá, nó từ cái hôm ấy là nó đi tung tăng trên đường phố Hà Nội, nó gặp cực nhiều người dân rồi, nhưng mà ấy, đại đa số là người ta không biết nó, bởi vì người ta lên mạng người ta lại cứ đi tìm những cái người ta thích như là thể thao rồi thì là thời trang rồi hay là cây cảnh cái thứ đấy. Đấy chứ còn ấy cái những người dân mình mà người ta quan tâm chính trị, người ta ghét bọn phản động mà người ta lên mạng người ta đi tìm bọn phản động ấy đấy thì là chỉ là một bộ phận thôi đấy. Cho nên con Mỹ Hạnh ấy mấy ngày nó đi tung tăng trên đường phố Hà Nội ấy, dân mình gặp rất nhiều, nhưng mà đại đa số dân không quan tâm chính trị cho nên là người ta không biết biết nó. Nhưng cái rủi ro của nó ấy, là ấy, lúc nó dạo ở Hồ Tây ấy, nó lại gặp đúng cái người dân mà như anh nói là người dân người ta quan tâm chính trị, người ta đã xem cái video đánh phá của nó đối với đất nước là người ta điên tiết lên là có thể là người ta lao vào người ta đánh đấy. Ta bức xúc từ mấy hôm người ta kìm nén rồi, chắc là bức Bởi xúc từ sao? mấy hôm người ta kìm nén rồi. Bởi vì sao nhá, anh bình luận nhá, này bọn phản động chúng mày đánh phá cái sự bình yên của đất nước chúng tao nhá, là chúng mày đánh phá vào cái sự bình yên của bản thân chúng tao được chưa? Cho nên ấy
chúng mày lúc nào trong đầu chúng mày nói là đấy là nhân quyền đấy, thì chúng mày phải tự xác định. Chơi dao thì phải đứt tay, cứ chơi dao đi, nhưng nếu đứt tay thì phải chấp nhận nhá. Có gan ăn trộm thì phải có gan chịu đòn nhá. Chúng mày đã đi ăn trộm thì chúng mày phải chịu đòn, không kêu ga gì cả, được chưa? Đấy, trong đầu chúng mày lúc nào cũng cái thường trực trong đầu chúng mày ấy là chúng mày có nhân quyền, chúng mày đi biểu tình đấy, nhưng chúng mày ấy không biết rằng ấy, chúng mày ấy lấy cái nhân quyền đi biểu tình của chúng mày ấy, chúng mày đè bẹp cái nhân quyền của người dân Việt Nam. Đấy là cái quyền bình yên cuộc sống, làm ăn nghỉ ngơi của họ, được chưa? Thế cho nên ấy, khi chúng mày lấy cái nhân quyền của chúng mày đè lên ấy, chà đạp lên nhân quyền của người dân ấy, đấy, thì người ta phải đáp trả, được chưa? Đấy, chúng mày chơi dao thì chúng mày phải đứt tay, chúng mày đi ăn trộm thì chúng mày phải chịu đòn nhá. Chúng mày ấy, lao vào ô tô thì ô tô nó phải cán chết, được chưa? Chúng mày lao vào ô tô ấy, thì ô tô nó cán chết xong chúng mày lại đi chửi ô tô à, được không? Chúng mày ấy, coi cái nhân quyền của chúng mày ấy, lớn hơn cái nhân quyền của cái ô tô đấy. Chúng mày ấy, hoang tưởng ấy, chúng mày lấy cái nhân quyền của chúng mày ấy, đè bẹp nhân quyền của cái ô tô thì cái ô tô nó phải cán chết chúng mày ấy, được chưa? Xong rồi chúng mày bị ô tô nó cán chết, xong rồi chúng mày quay ra chúng mày chửi ô tô à? Tại sao ô tô lại ngăn cản nhân Thì quyền của tao? Quang ạ, anh Quang ơi, thì cái khả năng mà Mỹ Hạnh mà khi đi trên đường dạo Hồ Tây mà bị đánh ấy, thì thực ra thì sau khi mà từ cái ngày mùng 2 tháng 4 ở trong Hà Tĩnh kia là quần chúng nhân dân ở nhiều nơi người ta bức xúc lắm, Đúng nhưng rồi. chẳng có người ta kiềm chế được anh ạ, người ta kiềm chế được. Thế còn Ngay cái hôm anh rất là ôn hòa. Bạn bè đồng nghiệp của anh không ai bảo anh ấy là người khát máu cả. Nhưng mà anh xem video anh cũng đập bàn đập ghế và con Hạnh, tao mà gặp mày tao đập nát mày ra. Được chưa? Đấy. thì nó như thế này này anh Quang Mình có này, đập. ở Đấy. ở cái chỗ là khi mà mọi người xem cái hành vi của nó mà kích động lôi kéo rồi là quay clip rồi là tiếp tay cho các cái tổ chức chống phá nhà nước Việt Nam ở nước ngoài, là quần chúng nhân dân người ta bức xúc lắm. Người ta lúc ngay lúc thời điểm đó mà người ta gặp con Mỹ Hạnh thì chắc con Mỹ Hạnh không sống nổi, thế nhưng Đúng người ta rồi. kiềm chế được. Thế thì em mới nói một cái ý ở cái chỗ là khi nó về Hà Nội, khi nó về Hà Nội thì cũng có thể là quần chúng nhân dân cũng cũng có thể là thấy nó ở trên đường phố, nhưng người ta kiềm chế được anh ạ, bởi vì người ta nghĩ rằng còn có cơ quan chính quyền, còn có cơ quan có chức năng có thẩm quyền người ta xử lý. Thế nhưng không may cho nó là lại một cái hôm mà nó sáng ngày mùng 5 nó đi trên cái đường dạo Hồ Tây thì chắc là một cái lực lượng nào đó không kiềm chế nổi, không giữ được mình, nào đánh cảnh cáo nó, đánh Không, cảnh không cáo. phải là lực lượng. Ở đây là những người dân, người ta đi đường rủi ro cho nó là ai? Người ta tình cờ người ta nhận ra mặt nó, thế là người ta điên tiết, người ta lao vào, người ta đánh. Điên lắm Đấy. rồi đấy đúng không? Nhân đây anh muốn gửi thông thông điệp đến cái bọn xã hội gây sự nhá. Chúng mày lấy cái nhân quyền của chúng mày chà đạp lên nhân quyền của cái ô tô thì cái ô tô nó đè nát chúng mày nhá. Thì chúng mày phải chịu chết nhá, chúng mày chịu trọng thương, chúng mày đừng có là chửi gì cái ô tô nhá. Còn ấy, chúng mày còn tiếp tục đem cái nhân quyền của chúng mày ấy, đánh phá cái nhân quyền của đất nước, cái nhân quyền của toàn dân chúng tao ấy nhá. Đấy là cái nhân quyền được sống trong một cái đất nước bình yên, cái xã hội bình yên ấy. Đấy, chúng mày đem cái nhân quyền của chúng mày đi chà đạp lên nhân quyền của đất nước, chà đạp lên nhân quyền của người dân chúng tao ấy, thì không phải tao mà chúng mày sẽ gặp rất nhiều người dân, người ta điên tiết lên, người ta sẽ đáp trả nhá, người ta sẽ đè nát chúng mày, người ta sẽ xay thịt chúng mày, Anh Quang, được chưa? anh Quang ơi, Đấy. anh Quang ơi, trong cái khả năng cái trong cái khả năng thứ năm nó còn cái ý này nhá. Em cũng xem cái tường Facebook của Mỹ Hạnh ấy, nó nói là bị đánh và nó lại muốn rằng là cơ quan chính quyền công an an ninh phải nó, rồi cái cơ quan chức năng là phải giải quyết cái vụ việc này để tìm ra cái người đánh nó. Thì theo anh thì
nó có một cái clip, một cái video mà nó bảo là nó nhìn thấy cái nhân dân đánh nó ấy, là nó yêu cầu cơ quan công an phải điều tra, phải bắt giữ, phải khởi tố hoặc là nó kiện. Anh nghĩ cái việc này nó như thế nào? Cái việc này ấy, thì đương nhiên nhiệm của chính quyền là cơ quan bảo vệ pháp luật, chính quyền sẽ phải vào cuộc, sẽ phải điều tra để ngăn chặn những cái bạo lực, vi phạm các cái điều khoản của bộ luật hình sự đấy. Còn ấy, mình chỉ bình luận bên cạnh thôi nhá, là chúng mày ấy là vô liêm sỉ, chúng mày toàn là chỉ công an phát hay ở trên đường phố, ở chỗ bãi biểu tình, rồi là ở trên mạng đấy, chúng mày vu cáo họ đấy, rồi đến khi chúng mày mất trộm mất cắp, chúng mày đánh ghen rồi thì là chúng mày bị người dân người ta đánh ấy, thì chúng mày lại đi cầu cứu công an, đi cầu cứu những người mà chúng mày là chửi bới vu cáo. Thế là xúc phạm người ta đấy chứ. Vô liêm sỉ, đúng không? Cho nên ấy, tôi muốn nói rằng ấy, cái loài chúng phá đất nước, chúng nó là cái loài vô liêm sỉ. Hoặc nói ngược lại, những cái kẻ mà nó chứa cái gen vô liêm sỉ trong người ấy, thì tự nhiên ấy, một cái sự sàng lọc tự nhiên ấy, là tất cả những cái đứa mà nó có gen vô liêm sỉ nó sẽ đạt về một phía. Thế nào? Đấy là phía chống đảng và nhà nước. Thế thôi. Cho nên anh mới kết luận là gì? Tất cả cái đứa nào mà nó chống lại đảng, nhà nước, nó chống lại cuộc sống bình yên của đất nước, của nhân dân ấy, đều toàn bộ là một cái lũ vô liêm sỉ hết. Đấy. Đấy. Em đồng tình với anh ở ý này, nhưng mà có một cái nội mà anh em mình muốn nói chuyện với nhau nó kỹ hơn nhá. Tức là khi chúng mày làm lên tội thì chúng mày phải chịu tội. Rồi. Nhưng mà tội đó thì pháp luật người ta có quy định và các cái cơ quan chức năng người ta có thẩm quyền người ta sẽ xử lý. Người ta làm có quy trình đúng luật. Đúng không ạ? Thành ra cái việc mà mày bảo là những người nào đánh mày, mày kiện người ta hoặc mày yêu cầu cơ quan công an phải thế nọ phải kia. Cơ quan công an người ta thấy một cái sự việc gây rối mất an ninh trật tự xã hội ở ngoài nơi công cộng, người ta không cần yêu cầu người ta cũng làm. Nhưng người ta làm người ta phải có cơ sở, người ta làm phải có căn cứ, người ta làm phải đúng quy định. Thế thì bây giờ ở trên cái clip và cái video của Mỹ Hạnh nó đưa lên, nó bảo là nó ghi được cái hình ảnh tiếng nói của cái người đánh nó. Thì cái này thì cơ quan công an người ta có cái chuyên môn nghiệp vụ, người ta làm và các căn cứ đến đâu thì người ta giải quyết đến đấy chứ. Mà liệu theo anh thì có phải không? Liệu rằng qua cái clip hay cái video đấy thì có xác định được không? Đấy là anh em mình không có nghiệp vụ đâu. Trời đất ơi, cậu lại coi tôi là sĩ quan khoa học hình sự. nhưng mà anh đọc nhiều, anh cũng biết là như thế này nhá. Luật pháp ấy là phải trọng chứng hơn trọng cung nhá. Chứng đây tức là tăng chứng, bằng chứng đấy, trọng chứng hơn trọng cung. Đấy. Phải căn cứ vào ấy, các cái hồ sơ tài liệu là bằng chứng. Đấy. Nguyên tắc pháp lý của bất kỳ quốc gia nào trên toàn thế giới này ấy, là ấy, không được phép suy diễn nhá. Cơ quan điều tra cũng như là tòa án ấy, là không được phép suy diễn đấy, mà phải có bằng chứng đấy. Thế nhưng anh cũng biết là thế này, anh cũng có đọc những cái tài liệu từ xưa nay, anh chả nhớ tài liệu nào nữa, nhưng mà thế này này, phân tích video ấy, rồi là ảnh ấy, nó cũng là một trong những cái bằng chứng tiến ạ. Đấy. Nhưng ấy phải đưa về Viện Khoa học Hình sự để phân tích nó là thật hay giả. Đấy. Rồi ấy, tức là nó có phải là Photoshop không? Lồng ghép không? Đấy. Hoặc là video ấy thì nó phải thể hiện được những cái gọi là nhận dạng ấy, hiểu chưa? Những cái nhận dạng ấy ở trên giấy chứng minh nhân dân ấy, hiểu chưa?
Cho nên nhiều người cứ chẳng hiểu là tại sao ấy, lại 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 gọi là giấy chứng minh nhân dân, đi làm chứng minh nhân dân lại phải ấy, ấn Dân tay. chỉ tay. Rồi công an ấy người ta phải nhìn trên toàn bộ mặt mình, người ta bảo là có nốt ruồi cách Nhận dạng phải không anh? lúc Đấy là mày gọi là trái nhận dạng đấy. 5 cm, rồi dái tai sệ hay là dái tai như thế nào, vân 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 ấy. Nhận dạng đấy, đúng chưa? Đấy, thế thì bây giờ ấy, phân tích một cái video nó có đây rồi, có thể dừng hình lại đấy, rồi là phóng to ra người ta phân tích ấy. Thì có thể là ấy, xem cái video của con Mỹ Hạnh ấy, thì nhìn thấy cái khuôn mặt của cái người đánh nó, nhưng nó lại bịt mặt lên tận mắt ấy, tức là chiếm mất 2/3 diện tích cái khuôn mặt rồi, đúng chưa? Thì tất nhiên ấy, người ta vẫn soi cái 1/3 còn lại ấy, để xem có những cái nhận dạng gì không, nhưng mà chả có cái nhận dạng gì cả, thì làm sao mà có cái bằng chứng cho cái nghi phạm được, đúng chưa? Đấy, thế cho nên anh cho rằng bây giờ viện khoa học hình sự người ta xem cái video, người ta phân tích, người ta đang đau đầu lắm nhá. Nó chả có một cái nhận dạng gì ở 1/3 cái khuôn mặt mà ấy, ngành khoa học hình sự thế giới người ta cũng nói nhá, phân tích nhận dạng một cái khuôn mặt ấy thì ít nhất ấy, nó phải có một cái diện tích khuôn mặt ấy là 2/3 trở lên hoặc là trở xuống. Đây mà nó chỉ còn có 1/3 thì làm sao mà phân tích được, đúng chưa? Cho nên ấy là cái người mà đánh nó ấy, người ta lại bịt khẩu trang ấy, còn có 1/3 diện tích khuôn mặt thôi, và soi 1/3 cái diện tích khuôn mặt đấy chẳng có một cái nhận dạng gì cả ấy. Nếu cái anh ấy mà ấy, anh lại có cái nốt ruồi đấy, thì người ta sẽ tra tàng thư hàng loạt những cái người mà có nốt ruồi cách 2 cm đuôi lông mày trái vân vân chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà nó không có một cái nhận dạng gì cả ấy. Nếu như mà lộ 100% khuôn mặt ấy thì người ta còn nhận dạng được đấy, người ta còn tìm được những cái nhận dạng khác, người ta còn đối chiếu với lại cái hình ảnh của cái người ấy trên tàng thư, trên chứng minh nhân dân, được chưa? Đấy, cho nên anh cho rằng cái viện khoa học hình sự bây giờ cũng đang cực kỳ đau đầu đấy nhá, gọi là bất lực đấy. Đấy, và cái thứ hai nữa ấy, cảnh sát thế giới người ta điều tra ấy, những cái bọn mà khủng bố ấy, là người ta ấy lại mở được cái video, là người ta nhận dạng được tội phạm nhá, nó toàn bộ cả cái dáng người của nó, người ta nhìn vào video ấy, người ta có thể phân tích được là nó cao mét bao nhiêu, đúng chưa? Nó cao mét 65 chẳng hạn, thì người ta sẽ loại trừ những cái đứa cao mét 60, người ta loại trừ những đứa cao mét 67, người ta tập trung vào những cái đứa mà cao 1m64 cho đến khoảng 1m66, được chưa? Người ta sàng lọc dần ra đấy. Rồi ấy là nhìn trong video cái nhận dạng nó, cái thân người nó là nó là dạng người béo hay là người gầy, người ta còn có thể đoán được ấy là nó bao nhiêu kg nữa đấy. Nhưng mà đây là không nhận dạng được toàn thân cái người đánh đấy, nhận dạng mặt ấy thì lại chỉ có một cái diện tích rất nhỏ, mà cái diện tích rất nhỏ ấy lại chẳng có một Anh Quang ơi, anh Quang ạ, qua cái anh thì nói như là sĩ quan nghiệp vụ kỹ thuật hình sự ấy chứ, nhưng mà là cái sự phân tích của anh thì thấy rằng là để mà xác định rõ được cái người Người đánh gây gổ đánh nhau trong cái vụ này thì phức tạp thật nhỉ, phức anh đã tạp. bảo là bất lực mà. Đấy, khi Rồi anh xem là video em anh em cũng dừng hình nhá, là anh nghĩ ngay đến cái mà ngày xưa anh đọc ấy đấy. Úi rồi mà anh nghĩ luôn là thế này, mà cảnh sát điều tra với lại cảnh sát khoa học hình sự cũng 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 bất lực ấy. Đúng chưa? Còn nếu không thể em đoán được, lại còn không thể đoán được, nhìn nhìn thấy lông mày với mắt xong rồi bắt ông Tiến lái xe tăng đến xong bảo đây là ông Tiến, cãi lại ngay tôi, anh nhìn xem tôi có cái nhận dạng gì không, đúng không? Đấy. em anh Quang ạ, à, em cũng xem cái video clip của chỗ Mỹ Hạnh nó đưa lên thì đúng là như anh phân tích ấy, để mà xác định được cái con người nghi can kia cụ thể thì nó rất nhiều yếu tố, chẳng phải là chỉ vì cái hình dáng hay là một cái bộ phận cơ thể nào đâu,
Bởi vì cái việc xem khuôn mặt hay dáng dấp các thứ thì nó chỉ là một cái yếu tố nhỏ ở trong tất cả những cái để mà xác định được đối tượng. Bởi vì không cẩn thận là lại là còn làm oan mà không rõ ràng, mà cơ quan điều tra người ta lại phải trọng chứng hơn trọng cung, người ta không nghe lời khai mà người ta phải nghe những, xem những cái cơ sở minh chứng cụ thể. Mà bây giờ cái minh chứng này nó lại không rõ ràng nữa thì mà cô Mỹ Hạnh thì cô bảo là cô phải kê ân, rồi là cô bảo là chính quyền là phải vào cuộc, phải đưa ra pháp luật để trừng trị. Nhưng mà thôi nói chốt lại anh Quang ạ. Nói chốt là cô ấy là chắc là cũng lại là một cái, vẫn là cái bản chất kích động rồi là vu khống rồi xuyên tạc với thổi phồng thôi, chứ chắc chẳng cơ quan công an nào người ta không đủ căn cứ mà người ta đi làm anh ạ. Làm cái gì làm người ta phải có căn cứ. Rồi bây giờ anh lại đưa thêm cho Tiến một cái kiến thức này nữa nhá. Này, anh nói nhá, cảnh sát điều tra nhá, rồi là cảnh sát khoa học hình sự nhá, người ta xem cái video mà chúng nó bị đánh nhá, người ta cũng chả buồn mẹ điều tra nữa. Có biết tại sao không? Mặt nó bê vết máu, mặt nó bê vết máu, nhưng mà khi mà nó rửa sạch mặt đi rồi nó có một tí cái băng dính dán ở sống mũi này. Này, bằng cái bóng tay sứt. Nghề nghiệp của người ta nhá. Nghề nghiệp của người ta đánh hàng trăm vụ án rồi nhá, người ta nhìn một phát người ta biết ngay ấy. Này, cái thương tích này ấy, mà nó không bao giờ nó đạt đến được là 11%. Cho nên ấy, ơi. Ừ. Cho nên nhá. Đấy mẹ anh bảo là nói to quá. Nói khẽ tí. Này. Người ta đánh hàng trăm vụ án rồi, người ta có kinh nghiệm rồi, người ta nhìn cái vết thương này dán tí băng dính ở trên sống mũi này, người ta bảo là chết rồi mẹ, làm thế này cũng này công toi. Nó phải bảo nó đi ra pháp y. Nghiệm giám định. Mẹ thế này mẹ nó không nổi 11% mà bộ luật hình sự ấy quy định từ 11% trở lên thương tích lên ấy, thì tòa án người ta mới xử. Nhá. Đấy. Nhìn mắt ngay thôi, mình có đi điều tra nữa thì mẹ cũng công toi mất công ấy. Đấy. À anh Quang ơi, qua cái nói chuyện của anh về cái vết tích ấy mà. Ừ. Cái vết tích ấy thì đúng là để mà khởi tố được về cái thương tích do đánh nhau ấy, nó phải theo quy định của pháp luật là 11% thì mới khởi tố. Thế mà cái vết tích của cái ông Hòa với Mỹ Hạnh ấy thì nó như cái vết sức móng tay ấy anh ạ. Mà hay nữa là em lại nảy ra một cái ý này, không biết là cái quan điểm của anh như thế nào, nhưng em cũng đặt ra một cái khả năng nhá, khả năng thứ 6 của em để em nối vào của anh này, liệu rằng chúng nó có tự dàn dựng không, nó tự đánh nhau không, để nó làm clip xong để nó kiếm tiền không, nó tự đánh lại tự dàn dựng cái vụ đấy không? Đấy, Tiến nói bổ sung thì anh mới thấy có thêm khả năng thứ 6 nhờ. Bởi vì cái vết thương nó không phải là, nếu mà ai mà đánh thì nó kinh khủng lắm chứ. Thế là mọi người đánh thì kinh khủng lắm. Bây giờ là 70 độ chứ không phải là 72 độ nữa đúng không? 6636 mà. À, 60 độ chứ không phải là 72 độ nữa. Như vậy là bổ sung thêm cái khả năng thứ 6 là chúng nó tự dàn dựng ấy. Để chúng nó ấy, cầu rủ cái lòng thương của bọn cờ vàng ở nước ngoài ấy, gửi tiền về. Đấy, đồng bọn với nhau mà. Ừ, rất hay. Đấy, thế hôm nay Tiến bổ sung cho anh thêm em một khả năng. Em nảy sinh từ cái phân tích của anh về cái vết thương của Hòa TG với Mỹ Hạnh, bởi vì xem cái clip mà nó đưa lên ấy, cái vết thương nó như là cái vết mèo cào ấy. Nhưng mà bây giờ mà này, chính nó dàn dựng ấy, nó đánh nhau ở một cái mức độ nó giả vờ làm cái máu me, nhưng thực chất cái vết nó không sâu, không rộng, thì nó chịu được, trong cái khả năng nó chịu được. Mà Mỹ Hạnh nó nói một câu này này, nó dấn thân vào cuộc này, nó trải nghiệm có nghĩa là nó làm như thế. Thế thì bây giờ lại có một cái ý hôm nay, như em vào xem vào cái trang mạng của cái tay Trinh Du ấy anh ạ. Nó còn đang, Trinh Du chính là cái người bơm tiền cho nó anh ạ. Trinh Du ở nước ngoài. Mà cái tay này gọi là cái tay luôn là đi quyên góp vận động tiền hải ngoại để bơm tiền cho bọn này, thì nó bị đáng nghi ngờ là bọn này chúng mày lừa tao, chúng mày giả vờ đánh nhau để chúng mày lấy cái tiền của tao về dưỡng thương, lấy cái tiền tao để ăn chơi. Thì anh thử xem ý này nó thế nào. Thôi thế nhưng mà như vậy là 6 khả năng nhỉ, 6 giả thiết. Thì anh thấy cái giả thiết mà động vật hoang dã trong rừng ấy, hổ báo, chó sói nó
tranh giành mồi với nhau, nó cắn xé nhau ấy, là cái khả năng cũng rất lớn. Và cái khả năng cuối cùng ấy, cái khả năng thứ sáu mà anh chưa nghĩ ra ấy, là cái khả năng ấy Mỹ Hạnh với lại cái gì Hòa Hòa TD TD. nó dàn dựng để cầu cờ vàng rủ lòng thương cũng cũng là cái khả năng lớn thứ hai nhờ. Có lẽ cũng cũng chỉ thế thôi nhỉ. Này, anh như ơi, vậy là hôm nay anh cũng bổ túc cho Tiến nhiều nhiều cái kiến em thức nhỉ, về điều cho tra nên cũng như là là về hôm cái phần nay dựng. em xem với những cái thông tin về cái sự vụ việc liên quan đến Lê Mỹ Hạnh này thì thấy nó tự chúng nó làm dùm beng lên, thì em mới phải chợt nghĩ là anh Quang hôm nay chắc được nghỉ. Hôm nay anh Quang là một cái người cũng quan tâm và hay cũng vào cái trang mạng này, anh em mình nói chuyện với nhau vừa là chuyện phiếm vừa là chuyện vui nhưng vừa là chuyện thực xã hội, để anh em mình nói thực là cái bọn này cái nghề kiếm ăn bằng cái hình thức là tiếp tay làm công cụ làm tay sai cho ngoại bang, hay là có những cái hoạt động hành vi chống đối chính quyền chống đối nhân dân đất nước, mình phải vạch mặt nó ra anh ạ. Cho Rồi. nên sáu cái khả năng này mình cũng cũng đây là cái giả thiết anh em mình phân tích với nhau đó, rất là vui. Hồi hôm nay anh Quang rất là dành rất là nhiều thời gian nhé. Hôm nay dù rằng là ngày giỗ tổ Hùng Vương rồi là việc gia đình cũng là đi cả ngày rồi, nhưng tối nay hai anh em mình nói chuyện với nhau trên cái chương trình online của VVision này cũng rất may, lại không tốn tiền điện thoại anh ạ. Mình rất vui. Thôi nhưng mà để kết thúc ấy, để mình bình luận thêm nhá, bình luận thêm ngoài lề thôi, ngoài lề nhưng mà cũng liên quan, có liên quan, gọi là có liên quan ấy. Đấy. Lê Mỹ Hạnh ấy, anh xem trên mạng ấy, anh cũng nghi ngờ là ngày xưa là thiếu úy hay sao ấy, thì bây giờ cái tuổi của cô chắc cũng phải cỡ thiếu tá, thiếu ca, thiếu tá tình báo của Tổng cục 2. Anh Quang ơi, tức là như thế này, trong cái tường của nhà của Lê Mỹ Hạnh ấy, Lê Mỹ Hạnh trước đây là trước đây cái hình ảnh là một cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lúc ấy là cũng là thuộc dạng cấp úy đấy, nếu mà bây giờ đang công tác là cấp hàm cấp tá rồi, nhưng mà không biết là còn còn tham gia nữa không. Không thì nói là còn tham gia nhưng mà trước đó là tham gia đấy. Thôi nhưng mà thế này, đến đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam hình như là thằng Bùi Tiến ấy, nó là thượng tá thôi, nó cứ tự xưng đại tá. Anh nhớ rồi, có một thời kỳ nhá, quân đội ta ấy bỏ cấp hàm thượng tá, không có thượng tá, mà trung tá là lên nhảy lên đại tá luôn. Có một thời gian đấy, khoảng những cái năm tám mấy đấy hay chín mấy ấy, anh nhớ đó, thì cái thằng Bùi Tiến ấy nó đang là thượng tá, do bỏ ấy, cấp thượng tá cho nên là hàng anh loạt tá. Đại tá được được nhận luôn quân hàm đại tá đấy, thì thằng Bùi Tiến ấy nó là thượng tá nhưng do bỏ cấp thượng tá cho nên là nó được lên đại tá. Thế nhưng mà rồi anh nói ấy, cái thằng mà phản bội lớn nhất trong Quân đội Nhân dân Việt Nam ấy là cái thằng đại tá Bùi Tín, đúng không? Rồi là có cái thằng trung tá Bùi Kim Anh gì đấy ở Hưng Yên ấy. Thái Bình. Đấy. Thái Bình. Ở bây giờ là đến thiếu úy Lê Mỹ Hạnh. Thế chứ cô Hạnh nhá, bây giờ cô đứng ở bên nào? Cô nhận với tôi ấy, cô là thiếu úy Quân đội Nhân dân Việt Nam của Tổng cục 2, hay cô ấy nhận là thiếu tá tình báo của Quân đội Nhân dân của Tổng cục 2? Đấy. Còn ấy, cái vấn đề này không dám nói anh ạ, bởi vì cộng sản kinh lắm anh ạ. Thế này anh nói nhá, đây là mình nói cho nó vui thôi. Tình báo Việt Cộng ấy là giỏi nhất thế giới đấy Tiến ạ, nhá. Đưa cả người vào đầu não của tổng thống đệ nhất đệ nhị Việt Nam Cộng hòa cơ mà. Cận hàng ngày luôn anh nhỉ. Đấy. Cận hàng ngày nhân vật tình báo mà nổi tiếng nhất thế giới, người ta viết rất nhiều tốn rất hàng nhiều tấn giấy, nhiều tấn mực đấy, là Phạm Xuân Ẩn đấy. Nhá. Trong ấy, hàng triệu người bỏ chạy năm 75 ấy, anh tin chắc 100% là có hàng ngàn chiến sĩ tình báo
của ta. Anh lại lộ bí mật của quân đội nhân dân Việt Nam rồi. Không, này, anh không nói thì địch nó cũng cũng hiểu như thế nhá. Hàng ngàn chiến sĩ tình báo của ta cũng vượt biên, cũng bỏ chạy theo chúng nó. Và bây giờ nhá, anh nghĩ khả năng đó. Bây giờ ấy, có khi Đào Minh Quân ấy nó cũng đang là ấy, trung tướng của Tổng cục Hai tức là gì, anh ơi, nó thành lập ra cái chính phủ Việt Nam lâm thời để thu nạp cái bọn cờ vàng vào để kiểm soát, được chưa? Đấy, ngay khi lãnh đạo cái anh Quang ơi, nói theo anh một chút nhé. Đấy, cái công tác cài cắm cũng như cái hoạt động tình báo của quân đội nhân dân Việt Nam thì không phải là mình tự tôn vinh đâu, thế giới nó phải công nhận đấy anh ạ. Đến cái lúc mà chế độ ngụy quyền Sài Gòn với tình báo Mỹ CIA chỉ biết gặp những đồng chí tình báo đó khi lộ diện thì mới ngớ hết cả người ra anh ạ. Cái lúc này, đó là chúng nó sững sờ luôn. Anh nói nhớ lơ mơ ấy, Chu Hảo rồi Nguyễn Quang Nga rồi Nguyễn Lân Thắng Nguyên Ngọc rồi Phạm Chí Dũng vân vân cũng là tình báo mình hết đấy. Nếu anh nhá, này anh nói với Tiến nhá, anh có nói một lần đấy, trong video anh tuyên bố là tôi cũng thành lập chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2, tôi cũng tự xưng là tổng thống ấy. Đấy, tôi sẽ yêu cầu Bộ Công an hoặc là quân đội đấy phân công nhau đi nhá. Các anh đứng ra thành lập các cái tổ chức xã hội gây sự nhá, chống lại đảng nhà nước đấy, để làm gì? Để tập hợp chúng nó vào từng chuồng. Vâng, từng chuồng, mẹ anh lại nghe nhắc đấy, vào từng chuồng để kiểm soát, hiểu chưa? Thôi anh Quang ơi, thực ra là hôm nay cũng là anh em mình có được cái ngày nghỉ và cũng dành cái thời gian để anh em mình chuyện trò với nhau cho nó vui, vừa vui vừa thực, và đưa ra những cái giả thiết có thực cũng không có thực đó. Nên mong rằng là tiếp tục thời gian anh em mình lại ngồi nói chuyện với nhau, còn bây giờ cũng muộn rồi, anh em mình cũng phải giữ sức khỏe, mai còn đi làm, 12 mai tiếp tục đi làm 12 giờ nhé. Ừ thôi nhá, vâng, thì xin cảm ơn chương trình đã cho anh em chúng tôi được chuyện phiếm với nhau một cái thời gian khá dài. Quá giang. xin chào anh Quang nhá. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người rất đau.